Xin lỗi, để đối chiếu chúng ta thấy này. Công vụ đoạn 2, 11. Chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời, nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều màu nhiệm trong Thánh Linh. Dạ, các bạn để ý đây nè. Cái chữ mà tiếng lạ hay là nói các thứ tiếng ấy, nói các thứ tiếng nó chính xác hơn là thế này. Nếu mà dùng cái chữ nghĩa lạ, có nghĩa là cái tiếng lạ đó là lạ với chính cái người nói, tức là người đó chưa từng học bao giờ mà nói, và nó có thể là lạ với cả cái hội chúng. Nhưng mà cái trong cái trường hợp của công vụ các sứ đồ này là cái tiếng lạ này là không có lạ với hội chúng. Các bạn hiểu không? Trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 đó, là khi các sứ đồ mà nhận báp têm trong Đức Thánh Linh thì họ cũng nói các thứ tiếng, nhưng mà cái thứ tiếng lúc đó là ngoại ngữ. Họ nói rất là nhiều ngoại ngữ, và mỗi một người trong cái đám dân đó họ nghe được, họ hiểu cái đó. Như thầy đã từng làm chứng ấy, thầy, chính thầy là cái người kinh nghiệm cái điều này khi thầy chưa tin Chúa, một sư Hạnh bây giờ đó. Và lúc đó thầy ở trên Sài Gòn, thầy đang là sinh viên chuẩn bị đi Nga. Khi mà về với Mỹ Xuân để ở đó, thì buổi tối đó, lúc đó là Chúa bắt đầu thăm viếng hội thánh tư gia, hội thánh nhà thờ đó, lúc đó chưa có tư gia. Người ta nhóm lại cầu nguyện, họ cầu nguyện dữ thần lắm, chứ không phải mà nhảy múa rồi tóc tay rủ rượt. Mà lúc đó thầy chưa tin này, thầy đứng ngoài sân, thầy nhìn vào, thầy nói ôi cái đám này nó cuồng tín kinh. Mà lúc các bạn biết là dưới quê là 9 giờ là người ta ngủ rồi, nó 9 giờ giờ này không chưa chiều dậy phải cho tăng ngủ. Thì cái lúc mà cuối cùng là, bởi vì thầy cũng học tiếng Nga nhưng mà mới học cho nên chưa có biết nhiều, nhưng mà cái lúc cuối cùng là thầy nghe ông Mục Sư Hạnh bây giờ đó, ông nói bằng tiếng Nga là ông nói là cảm ơn. Spasibo. Thầy mới bắt đầu thấy là lạ rồi đó. Thì thầy mới nghĩ là bởi vì cái thời kỳ đó đó, thì Mục Sư Hạnh đó là những người còn đi mua chuối ở trong phía trong rẫy phía Cẩm Mỹ rồi phía đó đó, rồi chở ra đi xuống mấy cái ghe bán, cho nên nghĩ là ông này chắc ông học tiếng Nga, mà tiếng Nga bồi á, tức là mấy ông chuyên gia dầu khí ông đi lên đi xuống mà ông có mua học. Đến chừng xong thầy mới hỏi là ủa chứ mày học tiếng Nga hồi nào mà mày biết nói? Nó nói, tiếng Nga gì đâu, em đâu biết gì đâu. Tức là trong khi đó đó, Mục Sư Hạnh lúc đó là nói cầu nguyện bằng tiếng Nga, mà ông không biết, à đối với ông là tiếng lạ, nhưng mà đối với thầy thì không phải lạ. Các bạn hiểu nè, thì nó giống như cái trường hợp của sách công vụ các sứ đồ. Thế thì cái tiếng lạ mà từ Doria mà ra, tức là khi một người mà nhận báp têm Đức Thánh Linh mà họ có, là họ nói với Đức Chúa Trời, họ nói những cái lời màu nhiệm, hay là họ đang đề, họ nói những cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác là gì? Họ đang ngợi khen Chúa. Còn cái tiếng lạ mà bên Côrintô thứ nhất đoạn 14 này là mà nói về ân tứ đó anh chị em, là cái lúc đó là cái tiếng lạ là người ta đang nói với ai? Chúa đang nói với con người. Thì thế hệ sau này dường như nhiều năm rồi thầy biết là chúng ta không có sử dụng, không phải là không sử dụng, mà thầy dường như không thấy cái ân tứ này nó bày tỏ ra. Lúc trước khá nhiều, cái thời kỳ mà những cái năm đầu, những năm 80, 90 đó, khi mà những cái buổi nhóm lại đó, thì ví dụ như đang nhóm, đang thờ phượng như vậy, tự nhiên có một người họ sẽ cắt cái giọng lên. Mà khi mà cái người đó mà họ vận hành ân tứ, các thứ tiếng nó khác hoàn toàn. Ví dụ như bình thường mình cầu nguyện tiếng mới, mình nhưng mà cái người đó mà nếu mà có một cái ân tứ tiếng mới mà nó xuất hiện á, mà là thực hiện cái chức vụ đó, họ nói chúng ta cứ tưởng tượng như có cảm giác như họ đang đọc thơ, tức là nó có trầm, có bổng, nó khác, chứ nó không phải giống như bình thường mà người ta đang cầu nguyện. Thế thì cái vị mục sư hay là cái người hướng dẫn đó, họ rất là nhạy bén. Xong hả, khi cái người đó mà phát ra rồi á, thì họ sẽ yêu cầu là hội thánh dừng lại một chút xíu, rồi họ sẽ nói là có ai trong anh em có lời thông giải, có ai trong anh em có lời thông giải, thì chắc chắn là sẽ có, mà bao giờ nó cũng sẽ có là ít nhất là hai người đứng lên sẽ thông giải cái sứ điệp đó. Tất nhiên là hai người kia họ không hiểu cái sứ điệp đó đâu, khác với thông dịch nha. Thông dịch là mình phải hiểu mình mới dịch được, còn thông giải là mình không hiểu gì ráo hết trơn á. Chúa thúc giục mình là mình có sứ điệp, là mình đứng đây mình mở miệng ra là mình nói thôi. Nhưng mà có điều đặc biệt, thí dụ như có nhiều khi cái người mà nói cái ân tứ tiếng lạ đó, họ nói dài thiệt dài, nhưng mà cái người thông giải họ thông giải ngắn ngắn à. Nhưng mà có điều là mình so hai cái lời thông giải đó, là cái nội dung là giống y nhau.
Cái rắc rối đối với tôi và anh chị em và đối với nhiều người ngày hôm nay khi mình nhận báp têm lên Đức Thánh Linh là gì các anh chị em biết không? Đâu có biết nói gì đâu. Mình quên mất rằng là tất thảy các ân tứ mà nếu là nó là từ trên trời xuống á, nó là siêu nhiên. Chứ nếu mà mình đã học biết là tức là theo như tôi và anh chị em đó, bây giờ thí dụ như tôi muốn nói gì là trong đầu tôi nó có sẵn rồi đúng không? Tôi nghĩ cái gì rồi tôi mới nói ra. Còn cái mà trong tiếng lạ hay là các ân tứ là nó dưới này nó đi ra. Một cái là từ trong cái trí mình nó đi xuống. Còn cái là từ trong này đi ra, cho nên mình nó biết gì đâu nói. Nếu biết rồi thì còn gì nữa là lạ. Nếu biết rồi thì đâu có gì siêu nhiên. Cho nên vấn đề còn lại là gì? Anh em biết gì không? Mở miệng ra. Chứ nói mà cứ ngậm về đố mà nói được. Nó nhưng mà không biết gì mà sao nói. Thì vấn đề của mình là mở miệng ra chứ có phải đâu. Ở trong này mà nó đầy nó sẽ trào ra. Thì khi vận hành sau này các con mà thầy sẽ, chúng ta sẽ dần dần đi học vào những cái ông tứ thánh linh á. Ví dụ như vận hành ông tứ tiên tri chẳng hạn. Nếu mà mình đã biết rồi mà mình đặt tay mình nói thì đó là của mình á, cẩn thận. Ví dụ như các con mà được thúc giục trong lòng là lại đặt tay lên chị Trâm đi. Nhưng mà trong đầu đã biết nói cái gì rồi á, thôi khoan, đừng. Nó là coi chừng cho nó là 99% là của mình á. Còn cái mà mình được thúc giục lại đặt tay mà mình chưa có cái ý tưởng gì đó, lại đặt tay cái đã, rồi mở miệng ra, tức là văn lời mình cứ mở, là tự trong bên trong nó sẽ ra. Đó mới là phía trên kia xuống. Còn cái mà mình trong đầu mình đã biết, tức là trước khi mình cầu nguyện mà mình biết cái gì mình sẽ nói cái gì rồi á. Cái đó 99% là của mình đó. Nó đến từ nhân linh của mình, nó đến từ sự ao ước của mình nói ra đó. Còn nếu mà là Chúa vận hành á, là nó bắt đầu từ trong lòng của chúng ta nó ra. Mình đến trên cặp người đó rồi, mình tự được cảm thúc là đặt tay thôi. Mình đặt tay. Chúa bị hạ Chúa, rồi mình làm được bước nào Chúa chỉ bước đó. Thì tự nhiên là các con sẽ thấy cái sự tung đổ nó. Rồi mỗi một ngày các con vận hành trong bằng tứ. Cầu nguyện các thứ tiếng cũng vậy. Nếu những anh chị em nào xem qua online và khao khát nhận báp têm trong Đức Thánh Linh cũng vậy. Khi mà một ai đó hướng dẫn anh chị em cầu nguyện nhận báp têm trong Đức Thánh Linh, anh chị em nghĩ là mình sẽ nói cái gì? Biết gì đâu nói. Nếu mà biết thì nói là không còn là tiếng lạ. Nó không phải là từ nơi Chúa đến đâu. Cái việc mình làm là gì? Mở miệng ra. Rồi sau đó là sao? Nó sẽ trào ra thôi. Nếu mà anh em thật sự đầy dẫy là nó sẽ trào ra thôi. Cho nên anh chị em lưu ý nha. Cái tiếng lạ mà từ Doria mà ra, tức là cái tiếng lạ mà mình nhận bởi báp têm trong Đức Thánh Linh á, đó là mình nói với Đức Chúa Trời. Mình nói về những việc cao trọng, những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là khi mà mình nói những cái điều mầu nhiệm hay là riêng tư kín dấu của mình với Chúa. Là những cái thứ mà mình không nói, cái đó là cái ngôn ngữ của con người không có diễn tả được hết á. Thí dụ như mình nói là yêu, cái chữ yêu đi. Quá yêu, rất yêu, hết sức yêu. Rồi nếu mà hơn cái mức đó nữa thì mình diễn tả bằng cái gì? Không đủ, không có từ. Sẽ có những cái trường hợp. Mọi cái cung bậc cảm xúc ấy, yêu thương, ghét, giận hờn, nó, cái ngôn ngữ con người nó không đủ để nói. Khi đó chúng ta bắt đầu sẽ thấy cái giá trị của cái ngôn ngữ mà Chúa ban cho mình khi mình nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Cho nên là ngày hôm nay đó, những anh em mà thuộc hội thánh truyền thống hoặc là những người mà được hướng dẫn sai đó, thì bởi vì họ thấy là ông Phaolô nói rất rõ là ai nói tiếng lạ thì phải có người thông giải. Cho nên họ đánh đồng giữa cái tiếng lạ mà ân tứ với cái tiếng lạ dấu hiệu nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Cho nên họ nói là tụi tôi thì không có chống các anh báp têm Thánh Linh nói tiếng lạ gì đâu, nhưng mà anh nói là anh phải có người thông giải. Bây giờ tôi nói thí dụ nè. Ví dụ nha, khi mà hội thánh mình nhóm lại cầu nguyện, là bé Dĩ mà thường hay cầu nguyện trong tiếng Anh, đúng không? Mà nó đang cầu nguyện một mình nói vậy, cái gian lại nó, chị nói gì, chị dịch lại cho em nghe cái. Thì chị Diễm sẽ nói gì? Vô duyên, ta đang cầu nguyện riêng mà. Thì nếu như mà anh em hiểu cái từ dùng của ví dụ này, thì cũng giống như mà khi một người mà đang cầu nguyện tiếng lạ, tức là họ đang dùng cái Doria này nè, cái cầu nguyện mà cái tiếng lạ mà họ nhận được bởi báp têm Thánh Linh mà họ cầu nguyện với Chúa đó, mà mình chạy lại mới nói, ủa sao không thông giải? Thì họ sẽ nói sao? Vô duyên hà, ta đang nói kia mà phải nè. Anh em hiểu không? Thì vì họ không có hiểu được, họ không có hiểu được là hai cái này là khác chứ không phải là một. Bởi vì những anh em trong hội thánh truyền thống hoặc là những người mà bị dạy dỗ theo hướng này thì họ cũng nghĩ là cái tiếng lạ là chỉ có một loại đó thôi à.
Nhưng không, hai loại. Có một loại là nói với Đức Chúa Trời và một loại là trời nói với người. Mà khi mà trời nói với người thì buộc phải qua thông giải chứ người ta đâu biết. Cái rắc rối ngày hôm nay là phần lớn các hội thánh, kể cả các hội thánh ngũ tuần ân tứ, thì dường như cái ân tứ nói các thứ tiếng á, nó bị quên lãng rồi, nó không có còn vận hành nữa. Thực ra thì không riêng về ân tứ nói các thứ tiếng đâu. Nhiều ân tứ trong cái nhóm chính này bị lãng quên và dân sự Chúa không còn khao khát, không còn ao ước, không còn vận hành. Cái mà còn mà anh em thấy là chữa lành các đặc bệnh thôi, đúng không? Chưa, nhưng mà chữa lành các đặc bệnh chưa chắc đó là ân tứ. Bởi vì như các bạn thường biết, tôi đã dạy rằng có những cái loại về chữa lành. Đầu tiên khởi hay là các bạn đây, mức độ của một người bình thường là gì? Có cái sự sức dầu chữa lành cho một người tín hữu. Tức là bất kỳ ai được Chúa ban cho cái dấu lạ là hãy nhân danh Đức Giêsu Christ đặt tay trên người bệnh thì sao? Người bệnh sẽ được lành. Rồi, cái loại thứ hai là dành cho mấy ông trưởng lão trong hội thánh. Trưởng lão là không phải mấy ông già nha, trưởng lão là những người lãnh đạo trong hội thánh á. Thì khi anh em có ai đau ốm thì mời cái mấy ông đó đến, ông làm gì? Ông xức dầu, đặt tay trên người bệnh, rồi sao? Cầu nguyện. Kinh Thánh nói gì? Chúa sẽ đỡ người ấy dậy, nếu người ấy có tội cũng sẽ được tha. Thí dụ như thầy mà thầy đi cầu nguyện ở một cái hội thánh khác thì thầy sẽ không có dùng uy quyền, không có dùng cái sự xức dầu của trưởng lão được. Tại sao các con biết không? Bởi vì thầy chỉ là trưởng lão, tức là với các con ở đây chứ với hội thánh mình ở đây chứ, còn đi hội thánh khác là lúc đó thầy sẽ sử dụng cái sự xức dầu nào, các con biết không? Của tín hữu á, nhân danh Chúa Giêsu mà đặt tay lên người bệnh đó. Rồi, ngoài hai cái đó ra đúng không? Ngoài hai cái sự xức dầu, tức là ngoài hai cái quyền năng siêu nhiên đó ra rồi đó, thì còn có một cái loại khác nữa là ân tứ chữa lành các đặc bệnh mà hồi nãy mình nói. Mà cái khác biệt là gì? Cái ân tứ chữa lành các đặc bệnh là gì các bạn biết không? Ân tứ là mình không có quyền. Mặc dù mình có cái ân tứ đó nhưng mình không có quyền, lúc nào mình cũng rút ra mình xài được. Chỉ khi nào mà Chúa Thánh Linh muốn mình mới hành động được, còn nếu mà Chúa Thánh Linh không muốn thì mình cũng gì? Cũng như bình thường. Lúc đó mà mình muốn cầu nguyện cho người ta thì sao? Hoặc là nếu mà các con là trưởng lão trong hội thánh thì các con sẽ cầu nguyện theo cái kiểu Gia Cơ đoạn 5. Mà nếu không thì phải sử dụng là mát đoạn 16 thôi. Cho nên các con để ý mà khi mà thầy vận hành trong cái sự cầu nguyện ngay ở trong hội thánh mình. Nhưng mà có những anh chị em họ không có thuộc của hội thánh mình, thì khi đó thầy sử dụng cái uy quyền khác chứ không phải cái uy quyền mà của một trưởng lão đâu. Còn thỉnh thoảng mà các con để ý nè, thỉnh thoảng các con để ý đang thờ phượng xong mà thầy lên thì nói là có một người hiện đang bệnh cái gì đó. Các con hiểu không? Tức là hiện giờ tôi thấy có ai đó đang cột sống đang có vấn đề mà họ lên, thì lúc đó là cái lúc mà vận hành ân tứ đó. Lúc đó là ân tứ chữa lành các đặc bệnh nó vận hành đó đó. Còn những cái lúc khác là thầy sẽ cầu nguyện chữa lành theo cái kiểu khác chứ không phải theo cái kiểu ân tứ. Nói nôm na như vậy để các con hiểu. Thì quay trở lại ân tứ nói các thứ tiếng cũng vậy. Lúc nào Chúa muốn thì mình mới nói được, chứ còn không phải là mình tự động mà mình nói. Cái ân tứ nó khác với cái cầu nguyện trong tiếng mới mà của một người nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Tiếng lạ mà một người nhận báp têm trong Đức Thánh Linh là khi nhận rồi là sao? Là lúc nào cũng có thể nói. Nói lúc nào cũng được mà nghĩ lúc nào cũng được. Còn riêng cái mà ân tứ nó các thứ tiếng là chỉ khi nào Chúa Thánh Linh muốn mình mới nói được. Không nói. Đây là cái khác biệt rõ ràng. Nói cách nôm na giống như là các con mà gửi tiền trong ngân hàng á. Tiền gửi trong ngân hàng, gửi tiết kiệm này, chứ không phải là tiền ở trong tài khoản của các con đâu. Các con hiểu không? Tiền mà kiểu là công ty nó bắn vào trong tài khoản là khác. Lúc nào cũng rút xài được. Đó là cái tiếng lạ mà báp têm Thánh Linh. Còn cái tiền mà các con gửi vào trong ngân hàng á, mà gửi theo kiểu tiết kiệm á, không phải muốn lúc rút hồi nào rút đâu. Nó có cái quy định là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Đúng không? Chứ không phải là muốn rút là rút. Ai quyết định cái chuyện đó? Ngân hàng mới quyết định. Thì cái chuyện mà vận hành trong ân tứ mà nói các thứ tiếng hay là chữa lành mà theo cái kiểu mà ân tứ á, là Chúa Thánh Linh mới quyết định. Chúa Thánh Linh mới quyết định chứ mình không có quyền, không có muốn được. Đây là cái khác biệt đó. Cho nên cái tiếng lạ mà ra từ Doria đó, tức là ra từ báp têm Đức Thánh Linh đó, là không cần thông giải vì nói trực tiếp với Đức Chúa Trời. Nội dung của nó là gì?
nói về những cái việc quyền năng hay cao trọng của Chúa, hoặc là nói những cái sự riêng tư kinh nghiệm của mình với Chúa. Còn cái tiếng lạ mà thuộc cái nhóm charisma đó là Đức Chúa Trời nói với con người, cho nên bắt buộc phải có thông giải. Mà cái ân tứ tiếng lạ mà một khi cộng với thông giải đó là nó tương đương cái giá trị như là ân tứ lời tiên tri vậy. Ngày hôm nay ở Việt Nam chúng ta thường hay nhầm cái này, mình nói tiên tri. Mình nghĩ nói tiên tri là theo các con nói tiên tri là sao? Nói tiên tri là hé lộ một cái gì đó bí mật, cái chuyện đó. Đó không phải nói tiên tri. Cái đó là người ta hay nhầm về ân tứ lời tri thức. Nói tiên tri là nó không có cái tính mặc khải vậy. Nói tiên tri nó chỉ nhằm mục đích là yên ủi, gây dựng và khích lệ thôi. Cho nên chúng ta thường hay làm lẫn. Thí dụ ai đó đang đặt tay cho mình nói gì có được cái gì đó bí mật của mình không? Mình kêu ông mục sư ông nói tiên tri. Đó không phải nói tiên tri, cái đó là ân tứ lời tri thức. Còn nếu mà khi đó mà ông nói luôn cái là mình phải làm cái gì á, thì lúc đó là cái ân tứ lời không ngoan nó đi kèm theo. Sẽ có dịp chúng ta sẽ học kỹ về vấn đề này. Như vậy thì trước hết là cái câu phân biệt nè. Cái ân tứ nó khác với dấu hiệu. Rối rồi đúng không? Tới đây là mới thấy là hồi đó quá ra mình chưa biết gì bao nhiêu. Amen. Tới đây là mình chưa biết gì rối rồi đó. Nhưng mà trước hết các con cần nhớ cho thầy hai điều. Cái tiếng lạ mà mình nhận báp tem Đức Thánh Linh là nó khác hoàn toàn với cái tiếng lạ ân tứ mà đang nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất. Rồi, bây giờ, nhưng mà có người họ nói nè, có người thì họ nói vậy nè, nhưng mà theo tôi thì tôi vẫn nghĩ là không có nhất khuất, nhận báp tem trong Đức Thánh Linh là không có nhất khuất là dấu hiệu là nói tiếng lạ. Bởi vì đối với những người này thì họ không cho rằng là tiếng lạ là cái điều cần thiết. Nhưng mà để mà xác chứng một người mà nhận báp tem Thánh Linh thì những người này họ cho rằng là, có một số người họ cho rằng là phải là cho đến khi nào mà những cái quả hay là những cái trái Thánh Linh nó phải được bày tỏ rõ ràng đầy đủ trong đời sống một người kìa, thì khi đó người đó mới thực sự là nhận báp tem trong Đức Thánh Linh. Tôi nhân đây tôi cũng nói thêm để anh em phải điều chỉnh và sửa nè. Ở nhà mình thường hay dùng cái từ là bông trái Thánh Linh, nhưng mà các bạn phải bỏ cái chữ bông trước đi, không có bông trái. Cái đây là fruit trong tiếng Anh đó, fruit là quả đó. Nếu như hồi nãy mà ân tứ cái gift á là mình gọi là quà, thì bây giờ các bạn phải gọi đây là quả. Các bạn phải phân biệt là hai này nè. Bởi vì ân tứ ấy, dù là Doria hay là dù là charisma thì đều là quà cả. Quà thì nó sẽ khác với quả. Các bạn nhìn lên cây thông á, cây thông Giáng sinh á, cây thông Noel á, thì trên đó đó người ta thường là gắn những cái gì? Gắn những cái quả châu á. Cái đó là quà đó. Những cái quả châu mới là quà đó, là gắn lên đó thôi. Không phải của nó, không phải cái của nó. Còn quả đó, nếu mà anh em thấy những cái cây thông mà nó lâu đời ấy, nó ra những cái quả thông thật ấy. Anh em hiểu không? Đó là những cái quả mặc dù mình giả quả thông nhưng nó là không phải thuộc cây thông. Nó là ở ngoài nó vào. Thì cái mà mình gọi là cái charisma hay là Doria đó là không phải của mình. Ở ngoài vào, gắn vào chỉ bằng một cái hành động đơn sơ là gì? Tin. À, mình nhận nó vào. Còn nếu mà là quả đó, mình hay gọi bông trái đó, đúng không? Thì sao? Nó là của mình. Nó phải có gì? Có thời gian. Chứ không phải hồ cái là đã có đâu. Nó phải có một cái tiến trình nè. Trồng nè, chăm nè, nuôi dưỡng nè, các thứ nó mới ra. Đó, cho nên nhiều người nói, mấy ông nói sao tôi thấy báp têm Thánh Linh gì đâu, mấy ông người tùm lum mà tôi thấy đời sống sao còn thế này thế kia. Không được đâu. Báp têm Thánh Linh là phải nhìn thấy có quả hay là có trái Thánh Linh trong đời sống. Nói thì nghe đúng mà không có đúng. Quả không thể là bằng chứng của việc một người nhận báp têm trong Đức Thánh Linh vì hai lý do. Lý do thứ nhất, đó không phải là thực tế mà các sứ đồ đã trải qua. Cho nên nói gì thì nói là tôi và anh em vẫn phải trở lại với lời Chúa mới giải thích được. Nếu mà anh chị em tưởng tượng nhé, ở trong một người đọc giùm tôi đi, Công vụ đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Công vụ đoạn 2 câu 1 câu 4. Khi các bạn nhìn lên trên mà thấy như này là phải lo là kinh thánh nữa. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm lại tại một chỗ. Nhóm họp tại một chỗ thì lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào. Để khắp nhà môn đồ ngồi, các môn đồ thấy những lưỡi như lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ.
Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Dạ, sau khi mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì Phêrô không có chờ đợi một tuần hay là một vài tháng để xem cái kinh nghiệm mà họ vừa trải qua đó có làm gia tăng thêm cái quả Thánh Linh ở trong đời sống của họ hay là trong đời sống của các vị sứ đồ khác so với trước đó hay không, đúng không? Nhưng mà ông hùng hồn tuyên bố làm sao? Cô-rinh-tô thứ nhì, công vụ đoạn 2 câu 14 đến câu 17 nói gì? Nhưng Phêrô đứng lên với 11 sứ đồ, lên tiếng với dân chúng: thưa anh em là người Do Thái và tất cả những người ở Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời tôi nói. Những người này chẳng phải sai như anh em tưởng đâu. Vì bây giờ mới là 9 giờ sáng ban ngày. Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Gioan. Đức Chúa Trời phán: trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Căn cứ vào đâu mà Phêrô tuyên bố như vậy? Không căn cứ vào cái việc mà họ nói các thứ tiếng đó. À, câu 4 đó. Các sứ đồ không phải chờ để xem thứ là trong cái đời sống của họ nó có xuất hiện cái quả Thánh Linh chưa. Nếu như người ta nói là anh mà báp têm Thánh Linh thì anh phải có gọi là bày tỏ cái bông trái Thánh Linh đó, nói theo cái ngôn ngữ cũ của chúng ta. Không, anh em ơi, cái quả Thánh Linh đó không phải là cái dấu hiệu của một người đã nhận được báp têm Thánh Linh. Chúng ta xem hai cái trường hợp nữa, trường hợp trong cột này đó, hai cái địa chỉ kinh thánh nữa. À, công vụ đoạn 10 câu 44 đến câu 48, một người đọc giùm cho thầy. Công vụ đoạn 10 44-48. Khi Phêrô còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phêrô đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phêrô nói: ai có thể từ chối báp têm bằng nước cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Vậy ông truyền làm báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus, rồi họ mời ông ở lại thêm vài ngày nữa. Dạ, yeah. Một người đọc giùm thầy đoạn 11, chương 11 đó, công vụ, từ câu 15 cho đến câu số 18. Khi tôi bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như lúc ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Tôi nhớ lại lời Chúa đã phán rằng đã làm báp têm bằng nước, nhưng các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một quà tặng như Ngài đã ban cho chúng ta, thì chúng ta tin Chúa là Đức Chúa Jesus, thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời? Khi họ nghe những lời ấy thì ngưng chỉ trích. Họ tôn vinh Đức Chúa Trời rằng như vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ được sống. Dạ, yeah. Anh chưa biết là trong chương số 11 đó là sứ đồ Phêrô gọi là khai báo lại, tường thuật lại cái sự việc đã xảy ra trong gia đình cọt này mà Chúa dùng ông và 6 anh em người Do Thái đến. Cái điều gì mà khiến Phêrô và các sứ đồ tin rằng là người ngoại cũng có thể kinh nghiệm cùng một cái sự cứu rỗi trọn vẹn giống như họ? Câu trả lời là chỉ có một cái dữ kiện duy nhất thôi. Để mà các sứ đồ với là Phêrô biết rằng là ông cọt này và gia đình của ông được cứu là không phải là nhìn vào cái quả Thánh Linh ở trong đời sống của họ. Bởi vì vừa xong mà đâu có nhìn gì được. Họ nhìn thấy gì? Những cái người đó họ nói các thứ tiếng. Như vậy thì cái lý do mà quả Thánh Linh ấy không thể là cái bằng chứng của việc một người đã nhận báp têm trong Đức Thánh Linh, lý do thứ nhất là gì? Lý do thứ nhất là các sứ đồ không có trải qua chuyện đó. Và lý do thứ hai, như tôi nói lúc nãy đó là có cái sự khác biệt rõ rệt giữa quà và quả. Cả hai, như tôi nói, là Dorea với là Charisma đều được dịch là quà cả. Mà quà thì không bao giờ là quả. Quà đó, chúng ta nhận được quà là chỉ bởi một cái hành động đức tin. Còn quả đó thì nó phải cần phải có gì? Thời gian, gieo trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng. À, ví dụ minh họa rõ nhất là cái quả thông với lại cái quả châu. Nên có nhiều khi chúng ta đâm ra nản lòng. Hoặc là mình đâm ra phê phán người khác, nói mấy ông này, ông nói ông báp têm Thánh Linh mà sao tôi thấy ông đời sống, ông không có cái trái gì của Chúa, không có yêu thương, không có vui mừng, không có bình an. No. Cái trái đó hay là cái quả đó là của Thánh Linh.
mà đã là quả rồi đó, là nó phải có gì anh chị em? Phải có cái thời gian. Cho nên bắp tay em trong Đức Thánh Linh là quà, quà tặng anh chị em. Nó là cái kinh nghiệm mà một lần duy nhất thôi, bởi đức tin tôi và anh em có thể nhận được. Cái dấu hiệu để xác nhận rằng một người đã nhận bắp tay em trong Đức Thánh Linh, hay đó, tức là một người đã nhận được cái món quà đó đó, là người đó nói các thứ tiếng. Như vậy thì chúng ta để ý nè, cái dấu hiệu á, là nó khác với ân tứ. Cái nói tiếng lạ mà nhận bắp tay em Thánh Linh nó khác với cái ân tứ nói tiếng lạ. Ân tứ nói tiếng lạ thì cần phải có thông giải, nhưng mà còn cái dấu hiệu nói tiếng lạ đó là không cần thông giải. Thứ hai là ân tứ á, là nó khác với bông trái, nó theo kiểu ngôn ngữ cũ đó, là ân tứ thì hay là quà thì khác với quả. Quà là các bạn chỉ nhận quà là bởi một cái hành động đức tin. Còn quả đó là có một cái tiến trình phải chăm sóc. Cho nên có nhiều người, đừng lấy làm lạ là có nhiều người mà nói xù cái ông đó sao quyền năng được các thứ, nhưng mà cái đời sống của ông á nó còn nhiều vấn đề. Bởi vì cái quà Thánh Linh á với lại cái quả đó, quà với quả đó nó giống như hai cái cánh của con chim bồ câu á. Các bạn biết chim bồ câu á là cái biểu tượng của Đức Thánh Linh đúng không? Mà mỗi bên như vậy nó có chín. Quà với quả đó nó có hết vậy đó. À, quà là cái cánh bên này là mình chỉ nhận bởi đức tin thôi. Còn cái cánh mà quả đó là mình phải nuôi dưỡng, phải chăm sóc nhiều. Cho nên đừng lấy làm lạ là tại sao có nhiều người là họ rất là mạnh mẽ trong cái chuyện, nhưng mà cái nhân cách cái nó còn thiếu kém nhiều lắm. Là bởi vì họ không có biết rằng là nó phải có đôi. Mà một con chim mà anh sẽ tưởng tượng, con chim mà nó bay một cánh á, nó sẽ thế nào? À, vòng vòng rồi sao? Nó cho nên sẽ đến một lúc mà cái con đi học đó, cái loạt bài này là thầy gọi là thầy gọi vui là coi như học hàng năm á, tức là hết năm này sang năm khác á, học cho đến khi mà gọi là tới sự phán xét đời đời thôi. Chứ là học kỹ lắm, học đủ thứ hết trơn á. Cho nên là đến lúc mà cái con sẽ nhận ra được là bây giờ mình mới có đụng tới đây chưa, mình chưa có học và quà Thánh Linh luôn, tức là mình chưa có học ân tứ Thánh Linh, mà mình cũng chưa có học về bông trái Thánh Linh hay là quả Thánh Linh, đúng không? Mà sẽ lúc các con sẽ học, các con mới bắt đầu khám phá rồi, mới thấy gì? Chàng ơi, quá ra mình không biết gì đâu, trời. À, cũng đúng thôi. Thế mới mình chưa được một tuổi mà. Tháng tư mình mới được một tuổi. Cho nên nhiều khi các con thấy tưởng đâu là mình dữ thần đấy ha. Cái cây tre đó người ta trồng 4 năm đầu á, là nó chỉ lên được 3 cm thôi à. Nhưng mà bắt đầu từ năm thứ 5 á, là một ngày nó lên được bao nhiêu cm. Cho nên nhiều khi các con thấy nản rồi nó, ủa sao cả năm rồi mà thấy. Rồi các con muốn tre hay là cải. Cho nên còn nhiều thứ lắm các con. Tức là thầy muốn nói với các con là còn nhiều cái điều mà chúng ta chưa biết. Cái nan đề ngày hôm nay là gì? Cái hội thánh ngũ tuần ân tứ đã càng ngày càng trở nên tái mù chữ trong cái phương diện, tái mù chữ trong phương diện giáo lý. Tức là cả thế hệ trẻ của ngũ tuần ân tứ là biết có báp têm Thánh Linh, nhưng mà nhiều người trong hội thánh chưa nhận báp têm Thánh Linh. Rồi thậm chí có nhiều người trong cái con nhận báp têm Thánh Linh nhưng mà chưa biết nó là cái thứ gì. Cũng giống như nhiều người tin Chúa chỉ biết mỗi là tin ông Giê-xu vậy thôi, và còn ngoài ra không biết gì đâu. Cho nên khi học vô rồi mình mới thấy chà, chưa biết gì đâu từ giờ. Đó mới là vấn đề. Các con tưởng tượng nếu không bởi ân điển của Chúa mà mình chưa biết gì hết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tà giáo nó chưa gặp, cho nó gặp là nó hốt sạch luôn. Hốt sạch sẽ luôn à. Tại sao nó chưa gặp mình? Chưa giấu. Chứ không phải mình giỏi tài gì đâu. Chúa thương à. Amen các con. Cho nên là hãy hiểu, hãy thấu được mà mình thấy wow, hóa ra là mình mới ở lớp cơm nát à. Xin Chúa cho mỗi người trong các con nhận ra. Rồi, bây giờ mình đi tiếp tục. Ba La Mã. Kinh nghiệm thì không thể làm cơ sở cho giáo lý được. À, một trong những cái yếu điểm của các hội thánh ngũ tuần ân tứ là thường bị người ta phê phán là
thường hay lấy kinh nghiệm làm giáo lý. Kinh nghiệm làm giáo lý là sao? Thí dụ như vậy. Ví dụ như mà khi các con tham gia một cái buổi cầu nguyện giải cứu cho một cái người bị tà ma Hamas chẳng hạn. Cái sau khi mà tự nhiên mình thập hưởng anh Giang cầm đàn lên, cái mình hát cái bài là trong danh cứu Chúa Giêsu, cái tự nhiên quỷ nó xuất ra. Thấy không? Cái mình nghĩ rằng là do cái bài hát đó đó mà quỷ nó ra, tức là lần sau mà gặp ca nào khác là mình cũng quất bài trong danh cứu Chúa Giêsu. Đúng là cái lần đó là thiệt, mình hát cái bài đó quỷ nó ra thiệt. Nhưng mà không thể lấy cái kinh nghiệm như vậy làm cái giáo lý được. Thầy có đọc rất là nhiều cái quyển sách có, rồi cái giáo trình để dạy có. Thì thầy thấy là phần lớn là các cái vị dạy kiểu đó, đó là họ lấy cái kinh nghiệm rồi họ làm cái giáo lý. No. Cái đó là điều nguy hiểm vô cùng. Chỉ có lời Chúa mới là cơ sở để làm giáo lý. Tức là lời Chúa mới là cái cơ sở cho bất cứ một cái lẽ thật, một cái niềm tin nào. Chứ chúng ta không có được lấy cái kinh nghiệm của mình, dù cái kinh nghiệm nó có đúng tới đâu nữa này, nó chỉ là kinh nghiệm, chứ nó không thể là thay thế lời Chúa được. Các bạn thấy một số cái tôn giáo khác dần dần họ xa lại khỏi kinh thánh. Họ đưa vào những lời thờ người này, thờ người kia, thờ cái vật này, cái thánh kia. Lần nọ thầy đăng cái hội thánh nó mới, thầy tới gì vậy? Nên tự nhiên có cái cô đó, cô đem tới. Xong cái buổi nhóm rồi, lấy cái gói của đem lại, nhờ sư trò giúp em cái. Hỏi gì? Cũng vang vang mở ra cái thập tự giá. Hỏi gì mà gói kỹ vậy? Dạ nhờ mục sư cầu nguyện để em về em treo lên cái nhà. Là sao? Dạ nhờ thầy làm phép á, mục sư sức giàu làm phép á. Bởi vì thấy ở đâu đó, thấy ở bên công giáo người ta làm như thế. Kiểu giống như ông mục sư phải sức giàu để thỉnh cái đó về kẹo đi. Cái đó là mê tín, cái đó không có là Chúa. Thì trong cái việc mà báp têm thông đức Thánh Linh cũng vậy anh chị em, và nhiều cái lối sống đạo khác ấy, thì chúng ta cũng rất là dễ bị mê tín. Có câu chuyện này. Cái thằng nhỏ đó nó nói, bố nó hỏi bố mẹ, nó hỏi Giáng sinh này con thích bố mẹ tặng cho con cái gì. Nó nói con thích bố mẹ tặng cho con chó. Tối con ngủ con ôm nó, mấy đứa tay nó. Ok, rồi sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cũng tới Giáng sinh, bố mẹ mua một con chó đẹp, lông óng ánh vàng luôn, đẹp. Nhưng mà bố sao thấy thằng con nó không có mừng. Đúng cái điều nó ước mơ mà nó lại không mừng. Nó thấy lạ, sao mà không thấy anh này. Thế thì hỏi ra, thì mẹ mới theo gặn hỏi là tại sao mà đúng cái con mà không, con chó thì đúng rồi, sao không mừng. Nó nói, không phải mẹ, cái con chó mà ôm ngủ là bạn con nó nói là phải màu đen cơ. Lông đen chứ còn cái này không phải con đó. Nhiều người ngày hôm nay đó, khi mà đến với báp têm trong Đức Thánh Linh đó, là nhiều khi tôi và anh chị em không có dựa trên cái căn bản lời Chúa, mà nghe ai đó nói rằng thì là báp têm trong Đức Thánh Linh thật là như thế. Ví dụ như là cái đầu tiên nè, báp têm trong Đức Thánh Linh là mình nói gì? Nhận báp têm Đức Thánh Linh nó vui, ta nói nó vui không có trẻ kể đâu. Hoặc là nói là báp têm Đức Thánh Linh đó, Chúa mà đổ đầy rồi hen. Ta nói khóc nè, khóc như cha chết mẹ chết vậy đó. Thế là mình bắt đầu mình in trí như thế. Mình in trí như thế, cho nên mà khi mà đến lúc mà tới phiên mình mà ai đó đặt tay cầu nguyện cho mình mà mình không thấy vui, mà kiểu như vui mà mình gọi là quá đã là, hoặc là không có khóc như cha chết mẹ chết, thì mình nghĩ gì? Chưa được. Anh chị em ơi, hãy để ý này, nghe thì nó vui vậy đó, nhưng mà sau này anh chị em sẽ gặp coi những người mà anh em cầu nguyện cho họ nhận báp têm Thánh Linh, nhiều khi mình thấy sau dường như họ cảm thấy hụt hẫng. Mình nói được rồi đó, nhưng mà họ cảm thấy gì? Ủa chẳng vậy thôi na. Mình nói thì đúng vậy thôi. Họ nói sao ấy chứ, báp têm Thánh Linh mà chỉ có thế này thôi. Là bởi vì họ dạy dỗ sai trật, hoặc họ đọc ở đâu đó, hoặc họ sau đó mà họ hiểu sai trật. Cảm xúc của tôi và anh em ấy, là một cái phần không có tách rời trong đời sống con người, bởi vì con người là một cái hữu thể mà có cảm xúc, có tình cảm. Cho nên khi tôi và anh em đến và thờ phượng Chúa đó, là buộc nó phải có cảm xúc, chứ không có cái kiểu mà thờ phượng Chúa mà kiểu mà không có biến động gì hết.
Nếu mà tôi và anh em loại bỏ cái cảm xúc ra khỏi cái sự thờ phượng Chúa, thì cái sự thờ phượng Chúa đó, nó có cái gì đó nó chưa có trọn vẹn. Hẳn nhiên là cảm xúc của tôi và anh em cần phải được giải phóng bởi cái sự hiện diện của Chúa, và sau đó được Thánh Linh Đức Chúa Trời kiểm soát và hướng dẫn đúng. Nhưng mà nó nhớ ra là không có gì sai trật trong cái việc thờ phượng Chúa mà có cảm xúc. Đúng không? Cười, khóc, vui vẻ đó không có gì là sai đó. Nhưng mà có một cái điều anh em lưu ý. Ở trong Kinh Thánh này cũng nói là mỗi khi mà có cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh là người ta vui mừng. Đúng không? Thì có sự hiện diện của Chúa thật là người ta luôn luôn vui mừng. Thế nhưng mà hãy nhớ là vui mừng hay là những cái cung bậc cảm xúc khác như là khóc, như là cười, các thứ ấy, nó không phải là cái dấu hiệu của một người đã nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Galati đoạn 5 câu số 22, lời Chúa cho chúng ta biết điều này. Một người đọc giùm tôi cái này. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Vui mừng nó đi sâu theo yêu thương đó anh chị em. Nhưng mà vui mừng không bao giờ là cái dấu hiệu của báp têm thần Đức Thánh Linh. Người ta có thể vui nhưng mà người ta không bao giờ là nhận báp têm Đức Thánh Linh đâu. Mà cho nên đừng bao giờ nghĩ là báp têm Đức Thánh Linh là phải gì? Phải vui. Vui thì đúng là vui, nhưng mà không có cái nghĩa là cái cảm xúc mà phải òa ra đó. Cho nên là xin anh chị em nhớ điều đó. Trong Công Vụ đoạn 13 câu 52 cũng có một cái chỗ là các môn đồ rất là vui. Sau khi mấy ông sứ đồ cũng đi rồi đó thì các môn đồ rất là vui với Đức Thánh Linh. Nhưng mà sự vui mừng như tôi nói đó là không bao giờ là cái bằng chứng của một người nhận được báp têm trong Đức Thánh Linh. Kinh Thánh không có chỗ nào hậu thuẫn ra là vui mừng là bằng chứng của một người nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Mà bằng chứng của một người nhận báp têm Đức Thánh Linh là gì? Nói các thứ tiếng. Trước hết đấy, không có chỗ nào trong Kinh Thánh, những cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học qua mà nó liên quan tới chuyện báp têm Đức Thánh Linh là không có chỗ nào xác nhận rằng là mấy cái người mà họ nhận báp têm Đức Thánh Linh đó họ có khóc, có cười hay đâu. Các sứ đồ ở trên phòng cao đó, khi nhận báp têm Đức Thánh Linh họ có cười không? Có khóc không? Không, không có. Gia đình ông Cọt này có khóc cười gì chỗ đó không? Không. Mấy ông ở Ephesos mà sứ đồ Phaolô làm báp têm Thánh Linh á cũng không. Và thứ hai nữa là trong Kinh Thánh nó có những cái trường hợp là người ta rất là vui nhưng mà họ không hề nhận báp têm Thánh Linh nha. Báp têm Thánh Linh có thể đem lại sự vui mừng nhưng mà không phải là ông nào vui cũng là lăng báp têm Thánh Linh à. Một người đọc giùm tôi Luca đoạn 24 từ câu 51 đến câu 52. Luca đoạn 12. Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời. Các môn đồ thờ phượng Ngài rồi trở về thành Jerusalem với niềm vui tràn ngập. Anh em biết điều này, họ rất là vui. Sau khi mà Chúa thăng thiên rồi đó, họ trở về Jerusalem, họ gọi là niềm vui tràn ngập. Nhưng mà được báp têm Thánh Linh chưa? Chưa. Cho nên đừng có căn cứ vào cái chuyện vui mừng, đừng có căn cứ vào cái cảm xúc mà gọi là excited, gọi là quá đã, hưng phấn mà nói rằng là đã báp têm Thánh Linh. Không. Ngày hôm nay á, tôi nói với anh chị em là nhiều khi tôi và anh em thường ngay bị cái đó. Ví dụ mình vào mà các bạn chơi nhạc mà tưng bừng ha, là hồi hát các thứ mà nói gì, đã hôm nay Chúa thăm viếng. Nhưng mà nhiều khi là các bạn bị cái cảm xúc chứ không phải thật. Chúa mà thăm viếng thật các bạn biết không, cái lòng mình nó sẽ tan chảy. Còn mà nếu chỉ có cảm xúc thôi á, là các bạn chỉ đã hay là chỉ lúc đó thôi. Chứ rồi sao mà rời khỏi cái nơi nhóm về là mình ra khỏi tới ngoài đường á mình thấy nè. Còn nếu mà Chúa thăm viếng thật là cái lòng mình nó tan chảy ra, nó có sẽ đem mình đến một cái quyết định thay đổi nào đó. Chứ không có chuyện mà thăm viếng mà. Còn cho nên cảm xúc ví dụ như các bạn thích Hillsong hay là Blank Sucker chẳng hạn, hay là một cái thể loại nhạc, các bạn mở nhạc lên, ô cái tự nhiên mình cũng bắt đầu mình cũng hát theo. Một lúc rồi mình cũng chạm đến cảm xúc, nhiều khi mình cũng vỡ òa ra, mình cũng khóc là các thứ. Vâng, Chúa có thể thăm viếng như vậy, nhưng cũng cẩn thận là có thể đó chỉ là cảm xúc của mình thôi. Cho nên nhiều khi mình nói ồ hôm nay thấy khô quá. Khô là tại sao? Bởi vì hát những cái bài nó không có động mình. Thế là mình thấy ồ hôm nay tới hội thánh này khô quá, Chúa không có hiện diện, sợ. Mình quen theo cái style của mình quen theo cái kiểu của mình vậy đó. Cho nên mình ai mà hát khác mình thì mình nói gì? Này khô.
Không phải vậy đâu. Nhiều khi tôi và anh em bị cảm xúc, cho nên ngày hôm nay anh em, nếu mà anh em nào mà có cái thời giờ riêng tư mà gần gũi Chúa nhiều, anh em có thể bước vào những hội thánh nó chơi nhạc rồi quá, tức là không có chỗ đâu mà chê được, nhưng mà mình vẫn cảm thấy gì, nó chỉ tiếng ồn thôi. Đặc biệt các hội thánh ngũ tuần ăn tứ ngày hôm nay, hội thánh nào cũng trang bị có riêng cái phần nhạc cụ là tuyệt vời, nhưng mà có những cái buổi nhóm, tôi nói thật với anh xem, mình chỉ thấy nó là tiếng ồn, không có chỗ chê, tức là ban nhạc, phối nhạc, các thứ hay, tuyệt vời, nhưng mà mình thấy gì đó, dường như nó không có sự sống ở trong. Cho nên đừng có nặng về cảm xúc. Chứ còn cái chuyện mà tỉa nhạc, hay không? Tỉa nhạc, lúc mà thờ phượng là các thứ, nhưng mà thử thôi à, không đánh đàn, hội thánh còn cầu nguyện thì không biết liền. Nếu mà không có cái anh trai mà anh tỉa, thì hội thánh có còn mà biết liền ha. Cái hội thánh mà nó có cái sức sống thật á, là không có nhạc đàn gì, người ta cũng tưng bừng hết đâu á. Hát thì ông muốn đánh, ông không đánh không quan trọng. Còn cái nhiều hội thánh ngày hôm nay này, không có cái tiếng đàn dẫn đệm nhẹ nhẹ theo, không cầu nguyện được luôn. Anh em biết gì không? Đó là tự với nhau kiểu là bị lệ thuộc vào cái âm thanh đó rồi. Cảm xúc nó không có loại bỏ khỏi cái sự thờ phượng, nhưng cái cảm xúc đó phải được Chúa Thánh Linh kiểm soát và hướng nó đến cái sự đề cao Chúa. Tôi và các bạn có thể vui, nhưng mà vui không có nghĩa là mình đã nhận được báp têm trong Đức Thánh Linh. Cho nên nếu anh xem nào cứ vẫn cứ dây dứt là cái chuyện là báp têm trong Đức Thánh Linh là phải vui, tức là phải có cảm xúc á, phải có tình cảm, phải khóc, phải cười, thì hãy nhớ Kinh Thánh không hậu thuẫn chuyện đó. Ngay cả trong cung vụ các sứ đồ đoạn 8 mà chúng ta biết cái chuyện ở Samari đó, khi ông Philip ông đến rồi thì cả thành tràn ngập niềm vui, nhưng mà họ nhận báp têm Thánh Linh chưa? Chưa, vẫn chưa, cho đến khi ông dân với ông Phê-rơ ông xuống cơ, ông đặt tay trên kia thì mới nhận báp têm Thánh Linh. Rồi cũng có cái trường hợp là người ta nói là báp têm trong Đức Thánh Linh à, chàng ở cơ ông biết không, hôm đó hả, tôi nhận báp têm Thánh Linh thấy tự nhiên cái ông mục sư đặt tay trên đầu tôi, có nó nóng bừ trên đầu xuống. Vâng, có thể người đó làm chứng là đúng như thế, nhưng mà đó cũng không phải là cái dấu hiệu của một người nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Nhiều người nói chàng ông mục sư cũng chưa kịp đặt tay rồi ông mới để là tự nhiên người tôi nó như điện nó tê chạy giật luôn. Thiệt, cái đó có thiệt, nhưng mà đó cũng không phải là dấu hiệu của báp têm Đức Thánh Linh. Nhiều người nói tự nhiên tôi thấy nóng rồi ngã lăn đùng ra rồi các thứ đủ các thứ. Vâng, có thể như thế, nhưng mà nào cái kinh nghiệm đó nó không phải là không thể lấy là nó làm cơ sở để cái giáo lý được. Cái cơ sở mà để làm giáo lý là phải lời Chúa. Cho nên bất cứ ai dạy cái thứ gì mà anh chị em tra xem trong Kinh Thánh mà không thấy có chỗ nào Kinh Thánh hậu thuẫn như thế thì mình nói gì? Quên. Người ta có chửi mình, người ta có nói mình kiêu ngạo hay cái gì thì anh em phải nhớ rất thật là gì? Chỉ có lời Chúa mới là cơ sở cho cái niềm tin của tôi và anh em. Còn không là chúng ta bị người khác họ dẫn dụ mình đi rồi mình trở nên mê tín. Ngày hôm nay trong hội thánh Chúa cũng có những cái truyền thống, có những cái điều mà tôi và anh em làm nó không có cái hậu thuẫn của Kinh Thánh, mà chúng ta vẫn cứ làm. Thì nhiều khi mình dần dần mình xem nó như là cái đó là cái gì đó được hà hơi, giống như là cái chuyện mà Kinh Thánh được hà hơi làm sai cái mình nói gì không được. Cho nên dần dần tôi và các bạn cần phải cẩn trọng là thí dụ như là cái tinh thần mà thờ phượng Chúa ở Việt Nam mình là nó theo cái tinh thần là của vườn nho trước đây đó, tức là bắt đầu vô là phải hát nhanh, rồi sau đó hát gì, hát chậm, thì mình gọi cái hát nhanh là ngợi khen, hát chậm là thờ phượng, còn cái dòng ngũ tuần ăn tứ là sau cái mà thờ phượng là sẽ bắt đầu là vô tiếng mới gọi là vô nơi chí thánh. Còn nếu mà mình làm mà nó hay khác cái đó đi là mình thấy gì sai ha, mình thấy cái gì đó không đúng. Nhưng mà cái đó đâu dù là thi thiên là cái sách viết về thờ phượng nhiều nhất, nhưng đâu có cái e đó đâu. Các bạn hiểu không ạ? Nó tự nhiên mình thấy thiếu. Nhưng đó là thói quen. Nếu mà hội thánh mà ban đêm họ đi làm hết, tức là họ làm đêm, họ làm ca đêm mà sáng sớm mới tới nhóm, mà các bạn bắt đầu vô mà họ đi, họ đang mệt mỏi đó, mà vào mà các bạn chơi dứt cái bài mà gọi là muôn thu không đổi thay, thì anh chị em tưởng tượng là bao nhiêu người họ sẽ hưởng ứng.
họ đâu hưởng ứng kịp. Trong khi cái băng nhạc nó đã tới trước nửa tiếng hay một tiếng là nó tập tưng bừng rồi, tức là lúc đó mấy anh băng nhạc là đã sẵn sàng là nhảy rồi. Còn người ta đang ẻo oải tới mà còn ngấp lên ngấp xuống mà biểu mình vô cái mình thôi. Tức là mình vô là mình dập liền, không ai theo hết. Cái bạn nói gì? Cái bạn sẽ nghĩ gì? Mình phải cầu nguyện, anh em phải hiệp ý lại cầu nguyện, trục xuất cái sự cản trở, cái quyền lực của sự tối tăm. Mình không có thực tế, mình không có thực tế, cho nên các bạn phải bắt đầu từ hội chúng. Nhiều khi chúng ta giống như mê tín đó, mà mình không có cái cơ sở hậu thuẫn của Kinh Thánh. Xin Chúa cho các bạn trở lại. Rồi dần dần ở trong quá trình mà gây dựng các bạn, tôi sẽ chỉ ra một số điều mà các bạn tự nhiên là các bạn mới tin Chúa nhưng mà các bạn vẫn bị ở đâu đó nó ảnh hưởng này, không biết tự thời đến nào, là các bạn làm những cái điều mà Kinh Thánh không có hậu thuẫn, phải được tự do. Cho nên kinh nghiệm, dù là kinh nghiệm hay tới đâu đi nữa, nhưng mà không thể dùng kinh nghiệm để làm giáo lý, chỉ có Kinh Thánh thôi. Cho nên nếu có ai đó nói rằng là họ được báp têm trong Đức Thánh Linh á, là khi họ cảm thấy rất là vui, họ cười hay là họ khóc rồi họ ngã hay là họ cảm thấy người như bị điện vân vân, mình rất là cảm ơn Chúa vì điều đó. Có thể họ kinh nghiệm đúng như vậy, nhưng mà cái đó nó không phải là cái chuẩn mực để nói rằng là họ đã nhận được báp têm Thánh Linh. Dù họ có ngã lăn đùng xuống, họ có khóc như là cha chết mẹ chết đi nữa, nhưng mà sau khi mình hỏi là đã nói tiếng lạ chưa, mà chưa thì mình biết gì rồi, chưa nhận báp têm Thánh Linh, vậy thôi. Cái loại báp têm Thánh Linh mà nói như Kinh Thánh á, mà các sứ đồ đã nhận á, là phải nói các thứ tiếng, vậy thôi. Ngoài cái dấu hiệu ra không có thứ khác. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái phần cuối cùng là ba cái nguyên tắc của Kinh Thánh. Tức là cái kết luận mà cái kết luận rằng là các thứ tiếng hay nói các thứ tiếng đó là bằng chứng của việc một người đã nhận báp têm Thánh Linh đó, nó phù hợp với ba cái nguyên tắc lớn ở trong Kinh Thánh các bạn. Ba nguyên tắc lớn trong Kinh Thánh. Nguyên tắc thứ nhất đó là gì? Lòng đầy dẫy thì miệng sẽ nói ra. À, nếu mà cái tấm lòng của tôi và anh em đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chuyện tất yếu là mình sẽ trào ra cái điều siêu nhiên thôi. Nếu bên trong mình là một đấng siêu nhiên đang ngự, đang đầy dẫy, thì cái chuyện tất yếu là mình sẽ gì? Mình không nói tiếng Việt được đâu. Mình không thể nói tiếng Việt được. Mình sẽ nói ra cái ngôn ngữ đó đó. Cho nên bữa trước mình học mà mình dùng cái hình ảnh mà con sông đó, hay là uống vào đó. Khi tôi và anh em mà bắt đầu nhận được bắp tay nước, tới mức độ nó đầy đến cái độ là nó sẽ gì? Nó sẽ trào ra. Cho nên nhiều người rất là lo sợ rồi cứ phê phán là nó phải nói như này nè, phải nói. Không có tập nói được. Nếu mà anh em cầu nguyện bắp tay Đức Thánh Linh mà tập cho ai đó nói là đó là bẫy. Nó hiểu nó đầy là nó tự động nó trào ra, mà nó chưa đầy thì sao? Cho nên cái việc mà một người mà nhận báp têm Đức Thánh Linh mà họ nói các thứ tiếng đó là cái chuyện rất là tự nhiên, bởi vì theo đúng nguyên tắc của Kinh Thánh là nếu lòng họ đầy dẫy miệng sẽ nói ra. Người nào tin Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu nói gì? Thì sông nước hàng sống sẽ từ trong lòng người ấy gì? Văng ra cho đến sự sống đời. Nó tiền chuyện đó là tất yếu. Còn khi mà các bạn thấy là bây giờ các bạn gọi là nhận báp têm Thánh Linh rồi đúng không? Mà mình thấy mình rất là ít khi mình cầu nguyện tiếng mới, thì cái độ đầy dẫy của các bạn là có vấn đề đó. Cái này là thầy nói rất là thật nha. Nhiều khi các con là nhận báp têm Thánh Linh rồi đó, nhưng mà dường như cái việc mà cầu nguyện trong tiếng mới các con dường như nó không có được thôi thúc để cầu nguyện á, thì cái mức độ đầy dẫy nó giảm rất nhiều đó. Cho nên các con phải khơi thông cái dòng chảy ra. Cái nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc thứ hai này rất là đặc biệt. Rôma đoạn 6 câu số 13. Các con đọc ở trong dàn bài đó. Nhanh. Hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những người, như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ chính cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin Chúa đó, tôi và anh em không chỉ là đầu phục cái ý muốn của mình dưới ý muốn Chúa, mà cái điều Chúa đòi hỏi chúng ta còn hơn như vậy. Chúa đòi hỏi tôi và anh em là dâng cái thân thể của mình làm cái công cụ cho sự công chính, đó là nộp
thân thể ngày xưa mình nộp cái thân thể này làm tội cho tội lỗi thế nào á, để làm chuyện tội lỗi thế nào, thì bây giờ Chúa đòi buộc hay là Chúa chờ đợi tôi và anh em làm gì? Nộp cái thân thể này nè, tức là mọi chi thể trong thân thể này làm cái công cụ để thi hành cái việc công chính thế đó. Mà các con biết là một trong những cái chi thể trong cái quan thể con người, cơ thể con người chúng ta là con người không thể kiểm soát được, đó là cái lưỡi. Các con thường hay nghe nói tôi lỡ lời không, lỡ chân thì mình gượng được chứ lỡ lời là không có lấy lại được, đúng không? Lý do Kinh Thánh nói là con người mình kiểm, mình chinh phục được hết tất cả mọi thứ, nhưng mà riêng cái lưỡi mình không có chinh phục được. Bởi vì sao? Có những lúc mà tự nhiên mình nói, mình không muốn nói câu đó mà tự nhiên đâu trong đó nó phun ra chứ, đúng không? Tự nhiên mình nói mà sau đó mình tại sao lúc đó mình lại nói chí vậy, hắn nó khổ. Chúa nói rồi, cái lưỡi là một cái chi thể nhỏ mà không, con người không thể quản trị nó được. Thế nhưng mà một khi mà Thánh Linh mà đầy dẫy bên trong rồi ấy, tạ ơn Chúa, Chúa làm gì? Chúa kiểm soát đó. Lúc đó là lúc mà các bạn bắt đầu nói là cái ngôn ngữ đó. Các bạn nói ra cái ngôn ngữ đó. Cho nên đối với những người mà thường thường mà có cái những cái sự cám dỗ tâm trí rồi nó hay gọi là đi lang thang ấy. Nếu mà các con bắt đầu nhận báp tem Thánh Linh và các con bắt đầu sử dụng cái ngôn ngữ đó, các con cầu nguyện, các con sẽ thấy nó giống như một cái chồng trống ấy. Nó làm sạch những cái tạp niệm, những cái ý tưởng này. Ví dụ như mà ở Việt Nam, đặc biệt là ở Việt Nam, cái quảng cáo mà hình ảnh ăn mặc hở hang, tức là khiêu gợi mà vấn đề sex ấy, nó rất là nhiều. Làm thế nào để các con không bị những cái hình ảnh nó ám, tức là nó phân tâm khi các con chạy xe bất cứ làm việc gì. Cầu nguyện. Và nên nhớ là chỉ có cái Chúa Thánh Linh đó mới có thể kiểm soát, tức là con người không ai kiểm soát được, chỉ có Chúa mới kiểm soát được cái chi thể nhỏ nhất này nè. Mà cái chi thể nhỏ nhất này, như thầy đã từng chia sẻ với các con, nó giống như là một cái vô lăng, cái vô lăng ấy. Nó là cái bánh lái, nó lái, nó điều chỉnh cái cuộc đời của chúng ta, hoặc là sang hướng sự sống, hay là sang hướng sự chết, không có cái chính giữa. Cho nên cái tương lai của tôi và anh em là nó được quyết định bởi nè. Giống như cái chiếc tàu mà tàu lớn rồi nó bẻ lái đó các bạn. Khi mà mình nhận ra cái tàu nó đã đổi hướng rồi là lúc đó họ bẻ, trước đó lâu lắm họ bẻ lái rồi. Thì cũng vậy á, cái cuộc đời tôi và các bạn được bẻ lái không phải bởi cái này đâu mà bẻ à. Phải chi mà tôi ước ao là tất cả các bạn đều giao nộp cái chi thể này cho Chúa. Nguyên tắc cuối cùng. Nguyên tắc cuối cùng là vì Chúa Thánh Linh là một cá thể hay là một thân vị đó. Mà cái dấu hiệu của một thân vị là gì? Là nói. Nói. Cái khác biệt giữa Đức Chúa Trời của chúng ta với các cái vị thần thánh khác là gì các bạn biết không? Chúa chúng ta là đấng sống. Mà dấu hiệu của một người sống là gì? Nói. Tức là một con người thật sự á, nó khác với con chó, con mèo á, là họ dùng cái ngôn ngữ để biểu đạt cái điều họ muốn. Cho nên khi mà cái dấu hiệu mà để chứng tỏ là bên trong chúng ta có một đấng đang sống ấy, là cái dấu hiệu gì? Sẽ nói ra. Cho nên khi mà mình nhận báp têm Đức Thánh Linh mà rồi mình nói ra một cái ngôn ngữ gì đó thấy lạ đó, đúng rồi, đó là cái dấu chỉ này, là bên trong mình có một đấng đang sống. Một anh em đọc giùm tôi Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19. Hãy trong dòng bài đó. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Nhiều khi tôi và anh em không nhớ, không biết chuyện đó. Nhiều khi mình không hiểu là, mình không có nghĩ là bên trong mình Đức Thánh Linh đang sống. Mà Chúa đó là đấng hằng sống. Cho nên cái chuyện tất yếu là Chúa sẽ nói ra. Ngày xưa đó khi Môi-se mà vào trong đền tạm á, thì mỗi khi ông vào là ông nghe Chúa phán với ông từ trên nắp thi ân. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Chúa Thánh Linh muốn nói qua chúng ta. Chúa Thánh Linh muốn nói qua chúng ta.
để những thầy tế lễ của Chúa có thể nghe được tiếng phán của Ngài. Sẽ có lúc mà chúng ta sẽ học về cái giá trị của cái cầu nguyện trong tiếng mới, nhưng mà nó vượt ngoài cái tầm bài học này. Buổi tối hôm nay chúng ta tập trung một điều thôi. Nếu như có ai đó nói rằng là tiếng lạ không phải là dấu hiệu của một người nhận báp têm của Thánh Linh, vì lời Chúa nói rằng là không phải ai cũng nói tiếng lạ, thì mình nói cho họ biết là có hai cái loại tiếng lạ. Một là dấu hiệu của một người nhận báp têm trong Đức Thánh Linh, nó đến từ cái chữ là Doria. Còn một đó là ân tứ nói các thứ tiếng, nó là charisma. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Một là để nói với Đức Chúa Trời, và một là Đức Chúa Trời nói với chúng ta. Cái rắc rối ngày hôm nay là bởi vì cái ân tứ nói các thứ tiếng này dường như bị biến mất ở trong hội thánh. Và không riêng gì ân tứ nói các thứ tiếng, mà thầy nghĩ là cả chính ân tứ nó rất là hiếm hoi xuất hiện. Cho nên dường như người ta nhầm lẫn. Và vì cái nhầm cho nên người ta đòi hỏi là phải có thông giải. Hoặc là họ biện minh là họ cũng nhận được báp têm Đức Thánh Linh rồi, nhưng mà họ không nói bởi vì thuộc cái nhóm là họ là cái nhóm mà không nói. Có nghĩa là không phải ai cũng nói, cho nên họ thuộc cái nhóm là không phải đó. Nhưng mình sẽ chỉ cho họ thấy là cái đó là sai. Thứ hai, nếu có ai đó nói rằng là cái dấu hiệu của báp têm Đức Thánh Linh là phải đời sống, một cái đời sống có kết quả, tức là đời sống phải thể hiện là cái trái của Đức Thánh Linh, thì mình sẽ nói cho họ biết là giữa cái quà với quả là khác nhau. Quà đó là nhận lãnh bởi cái hành động của đức tin một lần đủ cả, giống như là cái quả châu mà gắn lên cây thông. Còn quả đó là nó phải có thời giờ, cần có thời giờ để chăm sóc, để nuôi dưỡng. Nếu ai đó đem những cái kinh nghiệm mà họ có, như là cái cảm xúc tình cảm hay là nóng hay là ngồi khi họ nhận báp têm Thánh Linh vân vân, thì mình nói với họ rất thật là không thể lấy cái kinh nghiệm cá nhân để làm giáo lý. Bởi vì những gì mà các sứ đồ mà nhận khi họ nhận báp têm, rồi trường hợp của gia đình cọt nay, rồi trường hợp ở trong các tín đồ ở các môn đồ ở tại Efeso, thì không cho chúng ta thấy rằng có cái cảm xúc gì ở đó cả. Vâng, cái chuyện đó không có gì sai, bởi vì khi bước vào trong sự hiện diện của Chúa, người ta có thể té ngã được các thứ có, nhưng đó không phải là dấu hiệu. Và để xác chứng rằng là thật nói các thứ tiếng là dấu hiệu của một người nhận báp têm Đức Thánh Linh rồi, vì cái nó tương xứng với những cái nguyên tắc trong Kinh Thánh. Nguyên tắc thứ nhất là lòng đầy dẫy thì miệng sẽ nói ra. Nguyên tắc thứ hai là khi chúng ta giao nộp cái thân thể của mình, mọi chi thể trong thân thể của mình cho Chúa, thì cái chi thể khó quản lý nhất là cái lưỡi, Chúa Thánh Linh cũng sẽ kiểm soát, và nó sẽ nói ra cái điều Chúa muốn, chứ không phải nói ra cái điều mình muốn. Và cuối cùng, vì cớ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống, đang sống ở trong chúng ta, cho nên dấu hiệu của một đấng đang sống là gì? Phải nói. Cho nên những gì mà tôi và các bạn nghe nói ra từ bên trong Đức Thánh Linh, nói như trong Roma đoạn 8 là Chúa Thánh Linh dùng những cái sự thở than không thể nói ra được mà cầu thay cho chúng ta. Hãy nhớ, ghi nhớ điều này, và hãy giải thích cho những người đang bị ngăn trở để nhận báp têm Thánh Linh. Và đặc biệt tôi cũng nói với những anh em đang theo dõi qua online, nếu anh em từ trước đến nay được dạy dỗ rằng là báp têm trong Đức Thánh Linh là xảy ra cùng một lúc với nhận sự cứu rỗi, thì điều đó là không có sự hậu thuẫn của Kinh Thánh. Nếu anh em được dạy dỗ rằng là báp têm trong Đức Thánh Linh là không cần phải có nói tiếng mới, thì điều đó không có hậu thuẫn trong Kinh Thánh. Dấu hiệu duy nhất mà các sứ đồ đã kinh nghiệm, ở nhà cọt nay cũng đã kinh nghiệm, ở tại Efeso cũng đã kinh nghiệm, đó là khi họ nhận báp têm Đức Thánh Linh, thì cái dấu hiệu duy nhất mà lặp đi lặp lại trong tất cả mọi trường hợp, đó là họ nói các thứ tiếng. Cho nên nếu quý vị nói rằng là mình đã nhận báp têm Đức Thánh Linh rồi mà chưa, mà không có nói các thứ tiếng, thì tôi đoan chắc với quý vị trên cơ sở lời Chúa là cái loại báp têm Thánh Linh đó không phải là cái loại báp têm Thánh Linh mà các sứ đồ đã nhận, và đó chắc chắn không phải là lời hứa của Đức Chúa Cha. Hãy mở lòng ra để đón nhận cái điều mà Chúa dành sẵn cho mình, để khi đó anh chị em mới thật sự trở thành là một chứng nhân có hiệu quả cho Chúa, bắt đầu từ Jerusalem của chính mình, lan ra Giu-đê, Samari cho đến cùng thế giới. Chúng ta đồng đứng lên trong thời giờ này, và mỗi người trong chúng ta cầu nguyện với Chúa. Có thể đối với anh chị em tại đây, một số điều tối hôm nay là rất mới mẻ đối với mình. Cũng có thể đối với một số anh chị em xem qua online, có thể một số điều nào đó anh chị em cảm thấy rằng dường như mình hiểu sai. Hãy thưa với Chúa rất thật: con cảm ơn Ngài vì
cái sự thông hiểu mà Chúa dành cho con tối hôm nay. Hãy thưa với Chúa rằng xin Chúa giúp đỡ con, thì con biết trân quý cái điều mà Chúa cho con. Hãy nhớ đến những anh chị em của chúng ta ở nhiều hội thánh khác, ở nhiều vùng miền khác, họ không có cơ hội để hiểu biết lẽ thật này. Họ được hướng dẫn bởi những cái sự dạy dỗ lệch lạc, không có sự hậu thuẫn của Kinh Thánh. Hãy cảm ơn Chúa vì những gì mà mình có hả anh chị em. Đừng từ chối sự hiểu biết. Chúa chọn các bạn để hiểu biết lời Chúa. Chúa chọn các bạn là không chỉ để nhận lấy sự hiểu biết cho chính mình, mà còn là để tới thì giờ mà Chúa định, các bạn sẽ đi ra hướng dẫn người khác, giúp đỡ những người khác. Hãy đặt cái niềm tin của chúng ta trên cơ sở lời Chúa, chứ không phải trên cơ sở kinh nghiệm của một ai đó, hay là cả kinh nghiệm của chính mình. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Cha Thánh yêu dấu, con cầu xin Ngài là Đấng đã ghi lại lời Ngài cho chúng con, để ngày hôm nay chúng con thế hệ về sau, chúng con có thể học biết được. Và xin giúp chúng con vững lập đức tin của chúng con trên chính lời của Ngài. Có những truyền thống, có những kinh nghiệm đã được giải bài, nhưng thưa Chúa, xin cho chúng con trở lại với lời của Chúa, để chúng con vững lập đức tin của chúng con, để chúng con xác tín những gì chúng con tin là có sự hậu thuẫn của lời Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Xin giúp đỡ anh em chúng con có thể cậy ơn của Chúa mà giúp đỡ những người khác, để rồi không ai ở trong hội thánh thế hệ mới mà không nhận báp têm trong Đức Thánh Linh như các sứ đồ đã từng nhận. Và xin giúp cho chúng con có thể chia sẻ lẽ thật này cho nhiều người khác, để ngõ hầu lời hứa của Đức Chúa Cha được anh chị em con nhận lãnh một cách trọn vẹn. Chúng con biết ơn Ngài. Xin hành động Chúa giấu để anh em con có thể hiểu biết sâu hơn, và mỗi một ngày dầm thấm hơn, phát triển mạnh mẽ hơn trong cái quyền năng siêu nhiên mà Chúa đã ban cho chúng con qua báp têm trong Đức Thánh Linh nữa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con nghỉ ngơi trong thời gian này. Xin Chúa ban phước hướng dẫn chúng con đi trong đường lối Chúa, và đưa anh em chúng con trở về trong sự bình an. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.